Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, ghi nhận thực tế tại điểm kiểm tra phòng chống dịch COVID-19, đoạn trên quốc lộ 1 trước siêu thị GO thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có nhiều người là công dân các tỉnh tự phát về quê bằng xe máy. Khi đến điểm kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ sau khi xác định người dân không có nhu cầu lưu thông vào nội ô thành phố, thì hướng dẫn bà con đi thẳng hướng đường để tiếp tục hành trình. Trong khoảng vài giờ có mặt tại điểm kiểm soát, phóng viên Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có khoảng 100 phương tiện lưu thông qua địa bàn thành phố Cần Thơ để đi về các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang. Trong quá trình trao đổi, ghi nhận thông tin, xác định bà con đã trải qua hành trình dài để tới được điểm kiểm soát. Bên cạnh việc hướng dẫn bà con hướng lưu thông, các chiến sĩ công an quận Cái Răng còn trao vội, hỗ trợ bà con nước uống. Một người dân chia sẻ, một chai nước lúc này quý lắm, trên đường có ai bán gì đâu, lúc rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi có mang theo, nhưng đã dùng hết. Trước cùng ngày, tại điểm kiểm soát này có nhiều công dân thành phố Cần Thơ cũng được lực lượng chức năng cho khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Một người đàn ông ngụ quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ kể, anh mất hơn 27 tiếng để di chuyển từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh về tới cửa ngõ vào thành phố Cần Thơ. Trong quá trình di chuyển, anh xin được một số chai nước suối tại chốt kiểm soát Bình Chánh để uống qua cơn đói. Chứng kiến cảnh bà con mệt mỏi sau một chặng đường dài, một chiến sĩ cảnh sát thuộc công an quận Cái Răng thông báo với người dân, tại chốt chỉ có mì gói. Ai có nhu cầu lên tiếng, chúng tôi sẽ nấu cho bà con dùng tạm trong lúc chờ làm thủ tục. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã dùng nước sôi tại chốt để nấu mì gói cho người dân ăn đỡ đói. Sau khi ghi nhận thông tin, khai báo y tế, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm kiểm soát sẽ hướng dẫn bà con đến khu cách ly tập trung theo quy định. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trong sáng ngày 1 tháng 10 có khoảng 40 công dân của thành phố Cần Thơ đi xe máy về. Công an thành phố Cần Thơ đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho đón bà con, phối hợp lực lượng quân sự để kiểm tra sức khỏe, sàng lọc công dân ở địa phương nào thì đưa đi cách ly ở địa phương đó. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện khẳng định, quan điểm của thành phố là đón hết công dân của Cần Thơ ở các địa phương về. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, người dân sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá khu 1, trường Đại học Cần Thơ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.